củng cố phương pháp hộ niệm. Xin thông báo rằng, có nhiều vị đã tham gia hộ niệm hoặc quan tâm đến pháp hộ niệm giảng sanh đã phát hiện ra những sơ suất từ các ban hộ niệm trong nước cũng như ở ngoài nước. Nghe được những thông tin này làm Diệu Âm cũng khá ưu tư. Hôm nay muốn xin chia sẻ một số điều với tất cả các ban hộ niệm cùng chư vị quan tâm như sau. Pháp hộ niệm là chánh pháp, có thể cứu huệ mạng một người phàm phu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành đạo, chứ không phải là chuyện bình thường. Kính mong tất cả chư vị hết sức cẩn thận, y giáo theo lời chư tổ sư chỉ dạy mà phụng hành. Phải thực hiện như lý, như pháp. Cố gắng tránh những điều sơ suất, không được tự động thêm bớt theo sở thích cá nhân, không được áp dụng những pháp lạ mà làm sai lệch chánh pháp. Kính mong chư vị trong các ban hộ niệm nên xóm họp lại, hội thảo, chỉ bài cho nhau. Các vị có kinh nghiệm nhiều về hộ niệm nên tích cực hướng dẫn lại các ban hộ niệm mới, dạch ra những ưu khuyết điểm, ứng dụng tốt pháp hộ niệm, tránh những sơ suất đáng tiếc. Cụ thể, xin nêu ra những điểm phổ thông cần chú ý sau đây. 1. Nên khuyến tấn được hộ niệm càng sớm càng tốt. Không nên chờ đến giai đoạn nguy kịch rồi mới bắt đầu hộ niệm. 2. Thăm thân xác chỉ được thực hiện ít ra là sau 8 giờ, tốt nhất là sau 12 giờ kể từ khi người bệnh tắt hơi. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không được đụng chạm đến thân xác, không được tắm rửa, thay quần áo, sắm sửa chân tay, vân vân. Không được tẩn liệm, ồn náo, kêu khóc. Nếu gặp những trường hợp quá đặc biệt, ví dụ như bị té chết trong nhà vệ sinh, xác bị rớt nửa trên giường, nửa dưới giường, vân vân, thì có thể lên tiếng báo cho người chết biết, rồi nhẹ nhàng bồng đặt lên giường, đắp mền cho ấm và sau đó niệm Phật hộ niệm liền, không được đụng chạm đến nữa. 3. Sau khi thăm kiểm, dù biết được thoại tướng mềm mại, thân sắc tươi tốt, vân vân, cũng không được quyền lay động thân xác quá lâu quá nhiều. Không được dùng thân xác người quá cố thành trò biểu diễn cho mọi người xem sự vi diệu hoặc làm mẫu để quay video. 4. Nếu thăm mà thấy thân xác cứng hoặc còn nóng nhiều chỗ, chứng tỏ bị trở ngại, thì phải ngưng việc thăm thân. Khuyên thân chủ cho phép niệm thêm 4 hoặc 8 giờ nữa. Cần tìm hiểu để biết thêm những khó khăn nào khác chưa được giải tỏa mà hướng dẫn thẳng vào đó. Nếu sau đó không cứu vãn được nữa thì cũng là duyên phần của người ra đi. Xin người hộ niệm vẫn cứ an tâm làm đạo, chớ quá lo âu. 5. Không được áp dụng những phương thức lạ như ấn huyệt, dẫn khí vào bàn tay đẩy thần thức, dùng que cây điểm huyệt tạo vết thương cho chảy máu, chế ngự động mạch, vân vân. Khi chết rồi không được dùng dao và nải chuối để trên bụng, không được đổ gạo nếp vào miệng, nhét tiền bạc vào tay, vân vân. 6. Không được dùng những pháp khác trợ duyên như lập đàn cúng cô hồn, lên đồng, cầu hồn, vân vân. 7. Nếu người bệnh không yêu cầu, người hộ niệm chớ nên xen tạp các việc tụng kinh, tụng chú, tụng sám nhiều quá. Nếu thấy cần thiết thì nên tụng vài biến rồi mau mau trở về niệm Phật. Cố gắng hướng dẫn bệnh nhân nhiếp tâm vào một câu danh hiệu A-di-đà Phật là tốt nhất. 8. Người hộ niệm không được khởi tâm thượng mạng như nghĩ mình có năng lực phi thường, có cảm ứng đặc biệt, có năng lực cứu độ người bệnh hay đàn áp được oan gia trái chủ, có năng lực hộ niệm từ xa, vân vân. Tu hành phải khiêm nhường mới tránh khỏi ma chướng do chính mình vậy. 9. Khai thị hướng dẫn người bệnh cần cụ thể, ngắn gọn, tìm cách gỡ những khó khăn cho người bệnh. Chú ý, nhắc nhở người bệnh nhiếp tâm niệm Phật theo Đức A-di-đà giảng sanh. Chú ý nhắc nhở khi gặp những vị khác thì làm ngơ đi. Cứ an tâm niệm Phật là được. Cần nhiều tâm lý thiện xảo để khuyến tấn bệnh nhân. Không được nói pháp dài dòng. 10. Khi điều giải oan gia trái chủ, mọi người cần phải thành tâm, cung kính, khẩn cầu.
Người điều giải tuyệt đối không được khởi một tâm ý cao ngạo hay nói lời trịnh thượng. Chỉ được dựa vào lời Phật, lời Tổ ra, thành khẩn khuyên nhắc. Không được chèn ép, áp chế, cưỡng bức, đấu tranh để giành phần thắng với chư pháp giới chúng sanh. 11. Muốn tìm ra những sơ suất khi hướng dẫn, đề nghị người hộ niệm nên quay video để lại, rồi tự mình xem lại những tư thái, lời nói, cử chỉ của chính mình khi khai thị để tự tìm cách sửa chữa. 12. Chú ý khuyến cáo thân chủ về các việc phá giới như sát sanh hại vật, thường phạm tội giết các loài muỗi, ruồi, vân vân. Coi ngày giờ chôn cất gây ảnh hưởng không tốt đến việc hộ niệm. 13. Cần hiểu thấu tình trạng khó khăn về cả tâm lý của người bệnh, cẩn thận lời nói, cử chỉ, nét nhìn. Tuyệt đối tránh những ý tưởng tiêu cực gây phiền não, không được đùa giỡn quá đáng. 14. Cần hiểu thấu tình trạng khó khăn về sức khỏe của người bệnh, không được bắt người bệnh niệm Phật quá lâu, không ép người bệnh phải thức suốt đêm để niệm theo đại chúng. 15. Cách niệm cần hòa với nhau, tránh người nhanh người chậm, tránh các giọng quá khàn hay quá cao, tức là giọng quá sắc. Tránh các âm điệu gằn giọng, niệm vượt gọn từng tiếng. Âm thanh này rất dễ làm người bệnh bị căng thẳng thần kinh. Nên có chiếc máy niệm Phật để bắt giọng mẫu khi cần, để tránh bị lạc giọng hay tắt tiếng, vân vân. 16. Khi đang hấp hối, cần niệm chậm, rõ ràng từng tiếng, tránh niệm nhanh nhờ nhựa. Nên nương theo hơi thở của người bệnh mà niệm thì tốt nhất. Bên trên là những điều thường mắc phải mà Diệu Âm nhớ đến xin nêu ra. Chư vị xem qua, chư vị cũng có thể bổ khuyết thêm theo kinh nghiệm của mình để hoàn chỉnh pháp hộ niệm cứu người vãng sanh. Công đức vô lượng, Diệu Âm kính cẩn. Ngày 29 tháng 8 năm 2012. Cần tránh sơ suất khi hộ niệm. Những lời nhắc nhở của cư sĩ Diệu Âm tọa đàm tại thành phố Melbourne, Úc Châu, tháng 4 năm 2012. Người hộ niệm còn khỏe mà phải chia phiên nhau để niệm Phật. Còn người bệnh thì yếu đuối, mệt lả người, mà lại bắt họ phải thức trọn đêm để niệm Phật. Sự sơ suất này làm cho người bệnh vừa thấy bóng người hộ niệm tới thì hoảng kinh sợ sệt. Còn người hộ niệm thì cho rằng người bệnh bị oan gia trái chủ báo hại. Diệu Âm: khi hộ niệm không khí nóng quá, cần mở máy quạt, nhưng phải chú ý không được quạt thẳng vào thân người chết. Xin quý vị nhớ thật kỹ điều này, không được quạt thẳng vào thân người chết. Nếu quạt thẳng vào xác họ sẽ làm trở ngại cho họ rất nhiều. Diệu Âm: những người nào càng hiền lành chừng nào, càng chất phát chừng nào, càng thật thà chừng nào, lại càng dễ giảng sanh chừng đó. Lạ thật. Diệu Âm: có nhiều người nghe pháp nhằm để củng cố thêm tư tưởng, kiến giải, luận lý. Họ muốn học thêm cho thật nhiều những thuật ngữ trong kinh Phật, thì đây là một điều chướng nạn của người niệm Phật cầu giảng sanh, chứ không phải là tốt đâu. Tại vì chư vị nên nhớ, sở tri chướng là một điều tối kỵ cho tâm thanh tịnh, làm cho hành giả niệm Phật không định được câu A-di-đà Phật. Diệu Âm: nhiều người nghĩ rằng hộ niệm cần phải tụng kinh Địa Tạng, tụng chú Đại Bi, vân vân. Hòa thượng Tịnh Không dạy không cần. Niệm Phật cầu giảng sanh tối kỵ là xen tạp. Xen tạp lúc bình thường thì còn có thời gian điều chỉnh để dần dần chuyên nhất lại. Chứ còn xen tạp ngay trong thời gian sắp bỏ báo thân thì quả là điều sơ suất rất lớn. Tụng kinh, tụng chú rất tốt trên phương diện tiêu giảm nghiệp chướng, chứ không đi thẳng trên con đường giảng sanh cực lạc. Hộ niệm giảng sanh là trợ duyên cho người bệnh, niệm Phật với tín nguyện hạnh đầy đủ để đới nghiệp giảng sanh. Không còn kịp để phá nghiệp nữa đâu. Diệu Âm: cúng thí thực không phải là điều cần thiết phải áp dụng trong lúc đi hộ niệm. Nếu các ban hộ niệm áp dụng phương thức này thì nhiều khi làm thành cái lệ cho những người khác, rồi cứ tưởng rằng hộ niệm bắt buộc phải cúng thí thực cho các vị chúng sanh trong pháp giới. Vô tình làm cho phương pháp hộ niệm thêm phần rắc rối.
diệu âm. Điều giải oan gia trái chủ là thành tâm khẩn nguyện, cầu xin với chư vị trong pháp giới đã có duyên chẳng lành với người bệnh, hãy xóa bỏ hận thù, cùng nhau niệm Phật, cùng nguyện giảng sanh, cùng về Tây Phương, thoát cảnh đọa lạc, cùng nhau hưởng đời an vui giải thoát. Chứ không phải mời gọi chúng đẳng vong linh cô hồn trong pháp giới vô hình tề tự về chỗ hộ niệm để hưởng đồ cúng thí thực. Nếu sơ ý thì tạo nên âm khí quá nặng, nhất định không quá lợi. Nếu ban hộ niệm nào sơ suất vấn đề này thì xin sám hối, thành tâm đổi lại lời nguyện, khẩn thiết khuyên mời chư vị trong pháp giới hãy đến các tự viện để hưởng thọ thí thực, thính pháp văn kinh, cùng lo niệm Phật tu hành để giảng sanh cực lạc mới được. Diệu âm. Pháp hội tam thời không thể dùng để hộ niệm cho người bệnh. Hòa thượng Tịnh Không. Các lễ bạc độ vong hồn, trai đàn trận tế, tam thời hệ niệm vân vân là những pháp hội lớn nặng về siêu độ chúng đẳng vong linh, cần đến chư vị cao tăng pháp sư uy đức và cùng với đại chúng đông đảo mới làm nổi, không thích hợp với các buổi hộ niệm cho người bệnh giảng sanh. Mong các ban hộ niệm không nên sơ ý áp dụng bừa bãi. Diệu âm. Thiết đàn cúng cô hồn là do người hộ niệm tự động thêm vào, chứ trong tài liệu hộ niệm chư tổ không có dạy chuyện này. Chư tổ chỉ dạy cách điều giải oan gia trái chủ mà thôi. Điều giải và cúng cô hồn là hai điều khác nhau. Xin chớ nên sơ ý làm lẫn mà có thể bị khó khăn về sau. Diệu âm. Dùng Phật Pháp mà khuyên giải, thành tâm khẩn cầu chư vị trong pháp giới hữu duyên với người bệnh, buông xả hận thù, cùng nhau niệm Phật, cùng nguyện giảng sanh, cùng về Tây Phương, cùng được giải thoát, cùng hưởng an vui cực lạc. Dùng thế lực gì của mình để cưỡng bức chư vị oan gia trái chủ là điều không tốt. Nếu lỡ phạm phải lỗi này, hãy mau thành tâm sám hối. Người hộ niệm quyết định không được kết duyên chẳng lành với pháp giới chúng sinh. Diệu âm. Hộ niệm phải có tâm từ bi bình đẳng, thương chúng sanh. Nhiều người hộ niệm chỉ lo nghĩ đến việc cứu người bệnh mà không nghĩ đến việc cứu oan gia trái chủ. Cứu người bệnh mà lại gây phương hại đến chư vị oan gia trái chủ là điều không đúng lắm với Phật Pháp đâu. Diệu âm. Có người niệm Phật mà nghĩ rằng làm gì chỉ niệm A-di-đà Phật mà được giảng sanh. Trong khi Phật nói, một hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu tịnh độ thì được giảng sanh. Người nào quyết chuyên lòng niệm một câu A-di-đà Phật sẽ được giảng sanh dễ dàng, vững vàng. Có đi hộ niệm ta mới tận mắt chứng kiến sự thật này. Cho nên, dù có niệm Phật nhưng thiếu hiểu biết về hộ niệm là điều sơ suất nguy hiểm, chưa chắc gì đã vững niềm tin để thực hành đúng chánh pháp. Diệu âm. Chư vị tổ sư trong Tịnh Độ Tông toàn là thánh tăng, chư Phật Bồ Tát thị hiện. Các ngài dựa đúng theo kinh pháp của Phật mà lập ra pháp hộ niệm để trợ duyên cho người niệm Phật giảng sanh. Mong các ban hộ niệm phải dựa đúng theo lời tổ mà hành sự, đừng nên tự ý thêm bớt để tránh điều sơ suất mà ảnh hưởng không tốt đến chánh pháp. Nên nhớ, hàng ngàn năm qua rồi, chẳng lẽ các ngài không phát hiện ra điều khiếm khuyết, để đến nỗi phải chờ đến thời mạt pháp này, nhờ người phàm phu chúng ta thêm vào mới hoàn chỉnh hay sao? Diệu âm. Đối với kinh pháp, ta phải y giáo phụng hành, không nên thêm bớt. Vì anh thêm được, thì người khác cũng thêm được. Đến sau cùng, không còn biết đâu là chánh, đâu là tà. Lời ấn tổ. Đối với pháp hộ niệm, chúng ta cũng không nên tự ý thêm bớt. Phải nương theo huống thị của chư tổ mà làm mới tránh điều sơ suất vậy. Diệu âm. Người có cha mẹ già mà không sớm nghiên cứu pháp hộ niệm cho vững vàng để kịp thời trợ niệm cứu song thân giảng sanh, trả tròn đạo hiếu, lại cứ lo săn tìm đạo cao pháp diệu để lý siêu luận quyền, đến khi cha mẹ chết, hiển hiện thân tướng chẳng lành, lại đổ thừa cho nghiệp chướng.
đổ lỗi cho người chung quanh không biết cách hộ niệm, thật quá sơ suất. Rồi khi đến mình, sẽ đổ lỗi cho ai đây? Ân hận cũng quá muộn rồi vậy. Diệu Âm.